Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 2022 và là ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm. Em đang có mặt ở khu vực ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, ngã ba Chú Ý năm xưa. Và hôm nay có mặt ở đây thì em muốn cập nhật nhanh một chút cái tình hình bắn hoa ở cái công viên gia đình, khu vực chợ hoa Tết cũng thuộc loại lớn nhất của Sài Gòn mình, trong cái ngày cuối cùng nó như thế nào, mời cô bác anh chị cùng lang thang với em một tí cập nhật nhanh. Và cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, mai nở rất là nhiều thưa anh chị. Không biết bà con mình hôm nay đi mua như thế nào. Ồ, cây mai đẹp quá trời luôn, anh chị thấy không? Vàng rực quá. Em cũng lang thang một tí. Chào anh, tình hình sao rồi anh? Tình hình sao rồi? Sáng giờ khách mua nhiều không? Lai rai hả? Trưa nay là mình dọn rồi đúng không? Dạ. Năm nay anh thấy có bạn năm ngoái không? Không. Dạ. Thôi chúc anh năm mới vạn sự như ý nha. Em đi cập nhật một tí tình hình ở đây. Dạ, cảm ơn anh. Buôn may bán đắt, còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Dạ. Mai nợ nhiều quá anh chị. Đây nè. Vàng. Và bây giờ thì người mua cũng có vẻ chưa có nhiều. Không gì. Ngày cuối cùng của năm cho nên là em cũng dành ra thời gian không được nhiều lắm. Chứ đúng ra đi dạo từ từ, đi bộ ở đây thì sẽ đẹp. Nhưng mà cũng không có kịp thời gian nên gì. Hỏi một số người thì họ nói cũng không bằng năm ngoái. Đây là những người đang chờ đợi mua mai, mua hoa, hoa vạn thọ. Để em coi thử cái lượng khách đi tới đây có nhiều hay không. Mời anh chị ngắm một vài cái sắc hoa trong cái buổi cuối cùng này. Đẹp quá anh chị. Cây mai này đẹp quá, nó nở vàng. Hoa vạn thọ. Đang dưỡng mai đây. Nhiều hoa của anh chị. Đây là cái rạp xiếc. Cái vườn mai ở đây nó nở hết luôn. Đẹp quá. Tiếc là hơi ít người mua. Mai em thấy hơi ít người mua, không biết hoa dưới kia như thế nào. Ồ, đang bán vé và bên trong phòng vé, kính mời quý phụ huynh mua vé sớm có chỗ ngồi đẹp làm quà tặng cho các nhỏ thân yêu. Khắp. Chương trình được hết luôn. Tiếp tục từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Nguyên Đán với hai xuất diễn 17 giờ chiều và 20. Phố xá chợ hoa em thấy người đi cũng đông. Cái mai này thì búp. Búp nhiều. Cái mai này thì nở bung đẹp. Trong nhà mà trưng cái mai này thì thôi rồi anh chị. Nguyên cái vườn mai ở đây anh chị có thể thấy là rất là ít người, rất là ít người đi mua, đi xem cũng ít luôn. Đây có gốc mai to lắm anh chị này. Tính tiền trăm tiền tỷ không á.
Thôi, mai mà chưa bán được thì đem về dưỡng tiếp, qua năm bán tiếp. Đẹp. Đây là tình hình các cái chỗ bán mai thì em thấy vắng. Thưa anh chị, vắng vẻ, ít người mua. Ở trong kia có mấy cây mai nó nở. Ồ, chà chà chà, đẹp quá rồi, đẹp luôn. Ừ. Rồi, ở đây thì các cái chậu mai nhỏ thì lại đông người mua. Đây là mai chiếu thủy thưa anh chị. Đây, các cái chậu mai nhỏ thì nhiều người tới mua và lựa, giá nó vừa vừa tầm á. Những cái mai to thì em nghĩ thuê chân 500 à. 500 cái cũng rẻ anh chị. Chậu mai chiếu thủy này chân được lâu lắm, rồi còn chăm sóc sau này còn chân lại nữa. Đây, mấy chậu mai nhỏ nhỏ này là mấy trăm thôi. Chỗ này nhiều người lựa quá anh chị. Đây, mấy chậu mai nhỏ nhỏ như thế này người ta lại thích mua. Đó, mấy chậu mai lớn đâu có ai ghé đâu anh chị, thấy không? Mấy chậu hoa mai nó nở đẹp quá, phải dừng lại để quay cho anh chị xem. Hai chậu. Đó, một vài cái hình ảnh hoa mai. Hoa mai ở đây thì chậu to người ta ít mua, chậu nhỏ thì người ta mua nhiều. Đẹp quá trời đẹp. Nở hết luôn ạ. Ồ, ở đây có mấy cây chậu mai nhìn thấy tưng quá anh chị. Ồ, bên này nữa nè. Ui, nó nở vàng đẹp quá. Ở khu công viên nhiều ong nữa. Bu vô. Hai bên luôn, nhiều người. Bây giờ bắt đầu người ta rục rịch đi mua hoa. Cây mai này cũng đẹp. Lên xe, chở đi. Bên này vắng hơn bên kia. Bông mai, bông giấy bây giờ người ta chuẩn bị dẹp đi về hết rồi. À. Trời ơi. Những cánh hoa xuân gửi đến cô bác anh chị trong buổi trưa cuối cùng của năm. Đẹp quá.
chậu Vạn Thọ ha. Bắt đầu bà con người ta đi coi, đi lựa cũng nhiều. Ở dưới này là khu vực em đi đây là toàn là mai không, là mai á, ít hoa khác. Phía dưới này là có cúc này. Vào đây, hoa cúc. Ồ, bán cũng hết trơn, hôm bữa em thấy khu vực này nó nhiều. Đây, người ta vào ta lựa bông giấy. Năm nay có vẻ là hoa không còn nhiều để bán đâu anh chị. Trừ mai ra. Trừ mai ra, còn các cái loại hoa khác thì em thấy là ít và người ta mua hết sạch. Cúc hoa đỗ ở đây bán hết sạch. Hôm bữa là rất là nhiều anh chị. Hôm nay hết sạch cúc. Còn mấy chậu màu gà đẹp đẹp người ta cũng mua hết luôn. Đó, cúc cuối. Năm nay những cái hoa mà rẻ rẻ thì giá mềm mềm thì bán nhanh. Nói như anh chị thấy ở đây cũng đâu có còn nhiều đâu. Đóng trơn hết rồi nè, không? Hôm bữa em đi là còn ở đây cúc quá trời dày đặc luôn á. Đây, còn mấy chậu cuối cùng người ta đua nhau người ta mua. Đây. Mua hết. Khách khứa quá trời đông anh chị. Em cập nhật nhanh cái tình hình xong cái em chạy qua bên bến Bình Đông xem tình hình ra sao. Rồi em đi đi hướng bên kia anh chị. Đây người ta mua hoa quá trời luôn. Hướng bên này em đi ngược về lại ngã ba Chú Ý. Tí xíu nữa thì những cái chỗ cúc này người ta cũng mua hết cho coi. Hoa hướng dương. Đây công viên Gia Định anh chị nha. Vừa là Gò Vấp vừa là Phú Nhuận. Rồi em vào cái chợ hoa bên này. Bên kia thì mai nhiều. Trưa trưa là bắt đầu người ta đông, người ta đi mua hoa. Tâm lý nó như vậy anh chị. Dạ. Ngày cuối ở Nha Trang cái đường luôn. Dạ. Năm nào cũng vậy. Đây bên này anh chị thấy không? Trời ơi, ta đua nhau người ta mua chứ không phải ít đâu. Một vài cái hình ảnh ngay cái vị trí này. Đua nhau lựa.
còn ít lắm anh chị, không có nhiều đâu. Mai thì hơi vắng cách đi, chứ mấy cái hoa khác là nhỏ nhỏ như thế này mua hết. Đang ra ngoài đường đủ hoa nhìn vui quá anh chị ha. Thôi kệ như vậy, mừng cho bà con mình rồi, chứ bán năm nay cũng thất thu lắm. Có tiền thì mua thôi, người bán thì nhiều, có nhiều khi người ta cũng làm vất vả cả năm. Tắt mấy chỗ tắt bưng ra đây hết rồi đó, tràn ra đường bán luôn đó. Bây giờ là lên xe lên bông thôi. Mấy xe mai chở đi, tắt bưng ra. À, bạn họ ha, bán cũng hết sạch đó chứ. Trời ơi, hôm bữa em đi đây em thấy đông lắm anh chị. Hôm nay là hết sạch rồi, chỉ có mai thì nhiều thôi, chứ còn mà những cái hoa khác là bán không có bán luôn anh chị. Tắt đem ra đây đó. Đây, tắt đầu xe lên đây. Còn có mấy chậu à, gần hết rồi. Đó anh chị, mấy cái bác nhỏ nhỏ này người ta mua sạch trơn luôn. Chợ hoa phút cuối. Nay bán sao anh? Cũng ổn em. Ổn không? Dạ em thấy bây giờ đông nè. Dạ. Tới trưa là chắc hết rồi đó. Chúc anh là may mắn buôn may bán đắt nha. Ủa này còn bao nhiêu cặp anh? 250 ha. Rồi giá này thì mềm rồi, bà con dễ mua đó. Dạ, phút cuối rồi. Rồi chúc anh năm mới sức khỏe luôn. Dạ. 250 cặp anh chị. Rồi giờ là bán giá cũng không mắc quá đâu. Đây bà con tràn ra ngoài đường mua đây. Ôi, chợ hoa công viên gia đình tới bây giờ cũng ngon lành. Thôi năm nay như vậy là cũng chúc mừng cho bà con mình bán hoa, kệ một năm cũng vất vả, người mua cũng mua được hoa mà người bán cũng hết hoa. Đó. Em qua đây, cái chợ hoa công viên gia đình là như thế này đây anh chị. Những chỗ khác như thế nào thì tí xíu nữa em sẽ cập nhật. Tắt rồi trở về hết. Em vào bên trong này coi, hôm bữa em hỏi ở đây một chậu tắt là 5 triệu á, to to hơn như thế này một tí. Nó bây giờ thì bán cũng trống chỗ hết luôn ạ. Những cái chỗ hoa như thế này bán đông anh chị. Đây, ở đây anh chị thấy không, mấy cái chậu tắc này giờ bán quá trời đông người mua nè. Mấy chậu này là 5 triệu một chậu đó. Chị về chị đạp xuống là ngay này. Không vậy. Thôi. Cái này 500 nó bán đâu. 500 cái này nó bán. Ba đây thì bán. Rồi, vô đây thì đào. À, đào cũng đông người mua. Rồi ta đi dạo đi mua đào quá trời luôn anh chị. Giờ sổ rẻ nhiều lắm anh chị, tắt như còn có 500 cây rồi.
đây là nơi bán đào của công viên Gia Định. Bán đào, vườn đào. Mấy giờ bắt này bự lắm nè anh chị. Ôi, ngã thôi. Bật. Còn cái chậu này to mà trái quá trời luôn, nó nặng lắm á. Bốn người khiêng mà cũng xính rính chứ. Một người dựng xe, bốn người khiêng. Mấy chậu này thì đắt hơn. Đẩy về chạy luôn con. Đẩy về chạy luôn à. Không. Không có đâu. Đẩy về rồi. Một vài cái hình ảnh tắt ở cái khu vực này chị thấy. Đổi chỉ chạy đi, đổi chỉ chạy. Ở đây mấy cây mai. Không phải, à, đúng rồi. Cây mai này đẹp quá anh chị. Ôi trời ơi, nó nở. Trong này là khu vực hoa vạn thọ, rồi hoa cúc. Anh chị thấy không, người ta mua những cái hoa như thế này năm nay không có bán luôn. Hết rồi đó, chuẩn bị hết rồi đó. Giờ mới có 10 giờ hơn hả mai. Trưa 11, 12 giờ là sạch sẽ. Đó, có chú mặc áo hồng đi quay phim với mai. Để cho người một xe bắt chưa. Nguyên ngã hết. Đó, em cập nhật tổng quan một chút xíu cái tình hình của khu vực công viên Gia Định. Giờ trưa thì nó sẽ nhộn nhịp hơn nữa đó anh chị. Nhưng mà thôi, em cũng sắp xếp thời gian á chạy để anh chị xem cho vui ngày cuối năm á, mà chứ cũng không có gì anh chị. À, cúc đồ người ta mua nhiều lắm anh chị. Mai thì chậm, mai thì nói chung thì giá nó cao, nó ở một cái cấp độ khác rồi. Có nhiều khi người ta thuê cũng không sổ nợ đẹp quá. Còn mai thì nói chung mai nhỏ thì em thấy nhiều người mua, mai lớn thì đem về dưỡng tiếp. Bồng giấy ha. Tới đây là em quay lại ngã 6 Nguyễn Thái Sơn rồi anh chị, ngã 3 Chú Ý rồi ha. Và chắc là em cũng xin rời khu vực công viên Gia Định một vài phút cập nhật nhanh cái tình hình chợ hoa ở khu vực công viên Gia Định như vậy rồi đến cô bác anh chị thôi. Bây giờ em sẽ chạy qua khu chợ hoa khác để cập nhật cái tình hình. Và một năm mới sắp đến rồi, còn ngày cuối cùng của năm, em cũng xin được kính chúc cô bác anh chị và các bạn một năm cũ cho nó trôi qua với những cái điều khó khăn, với những cái điều mất mát. Năm mới cầu chúc cô bác anh chị thật sự là bình an, sức khỏe và
có nhiều điều may mắn trong cuộc sống thưa anh chị. Con đường này là con đường Phạm Văn Đồng đây anh chị ha, đi hướng về Thủ Đức, hướng về cầu Bình Lợi đó. Bắt đầu những cây mai, những chậu vạn thọ đó, những chậu cúc vinh về nhà, đi về nhà. Ở đây con đường Phạm Văn Đồng cũng vui lắm anh chị. Đây nè, người ta cũng bán buôn rồi nhộn nhịp buôn bán đó, hoa này hoa kia đẹp anh chị ha. Và nó vui, quan trọng là nó nhộn nhịp cái không khí. Giày dép cực khủng xeo tùm lum đó. Quán cà phê rồi nước giải khát, sửa xe, rửa xe. Những ngày cuối cùng ai cũng tất bật. Đây, xịt rửa cho nó sạch sẽ một năm mới. Sư huynh xịt luôn vách tường, ngon lành. Nghỉ một ngày thôi, rồi mai mốt lại mở bán tiếp. Khu này là khu ăn chơi của Bình Thạnh, Gò Vấp mà anh chị. Có cái quán cà phê. Cái ngày cuối năm thấy nó thư thái của anh chị thôi. Phong thái nó từ từ chậm chậm. Khung cảnh một tí cái khung cảnh ở Bình Thạnh, Gò Vấp. Bên này là ở đây như là Gò Vấp luôn rồi anh chị đó. Dưới kia mới là Bình Thạnh. Con đường này nó dài lắm, Phạm Văn Đồng này nó chạy tới cầu vượt Linh Trung thì phải. Quốc lộ 1K, xa lộ khu vực đường quốc lộ 1A ngày hôm nay đó, xa lộ Đại Hàng đó anh chị. Con đường Phạm Văn Đồng này nó dài lắm. Rồi chắc là em xin tạm dừng các clip ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.